Quý vị và các bạn thân mến, tặng quà là một nghệ thuật. Cho dù giá trị vật chất không cao, nhưng nếu như chúng ta biết gửi gắm vào món quà đó sự chân thành và tình cảm của mình, thì có thể dễ dàng khiến cho người được nhận quà phải rơi nước mắt. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi một câu chuyện từ vị khán giả của chương trình. Sinh nhật của bạn trai mình thì mình cũng háo hức lắm. Thế là mình làm thì đầu tiên là mình quyết định là mình sẽ làm cho bạn ấy một cái 13 tấm thiệp. Mình sẽ ghi trên mỗi tấm thiệp là một cái lời chúc, và ghép các lời chúc lại thì sẽ làm thành ra cái chữ là Happy Birthday. Khó khăn của mình khi mà nghĩ suy nghĩ ý tưởng cho 13 tấm thiệp, bắt đầu moi lại trí nhớ của mình về 13 cái kỷ niệm mà đáng nhớ, hoặc là có khi không đáng nhớ nhưng mà đưa vào đây để bạn ấy có thể gợi được, và đồng thời là nó phải liên tưởng đến cái lời chúc mà lại có liên tưởng đến cái chữ cái đầu tiên nữa cơ. Đợt đó có lần mà ấy làm mất chứng minh nhân dân, tức là mình đã làm lại cho bạn ấy, khi ấy vẽ cho bạn ấy một cái chứng minh nhân dân giả, mình dùng son môi của mình dùng cái dấu mộc do chính mình đặt làm, dấu mộc hình con mèo Kitty của mình. Tạm tán tan, tức là được một cái chứng minh nhân dân, và đây là tấm thiệp thứ nhất. Sau đó thì mình sẽ ghi lời chúc đầu tiên của mình sẽ là: hãy luôn cẩn thận nha, để nhắc bạn ấy là bạn ấy vừa mới mất chứng minh nhân dân cho nên là bạn ấy phải cẩn thận. Đây là lời chúc đầu tiên: hãy luôn cẩn thận nha. Tấm thứ hai sẽ bắt đầu bằng chữ A. Thì mình nhớ ra là có lần bạn ấy bị bệnh, thế là mình đi mua nước cam với lại mua cháo về cho bạn ấy ăn. Mình đi ra ngoài chỗ bán nước cam thì cái bà sẽ bán cho tôi căng nhăn mình. Lúc đó mình bực lắm, nhưng mà mình cố kìm xuống. Mình biết là bạn mình thích uống nước cam ở chỗ đó, bởi vì nó vừa ngon vừa nhiều vừa rẻ. Mình sẽ vẽ cho bạn ấy một bịch nước cam. Và mình sẽ ghi câu chúc là: anh yêu luôn khỏe mạnh nha. Tấm thiệp thứ ba thì mình sẽ làm hình con diều, bởi vì hai đứa rất là thích đi thả diều vào những chiều gió mát. Chữ B thì sẽ ghi là: hãy luôn bay cao nhé. Đến tấm thiệp thứ tư thì mình nghĩ là mình sẽ làm cho bạn ấy cảnh lần đầu tiên hai đứa bên nhau. Tấm thiệp thứ năm sẽ bắt đầu bằng chữ Y. Mình sẽ ghi ý lớn hiếp nhỏ. Tương tự như vậy thì mình sẽ làm tiếp 7 tấm thiệp tiếp theo. Tấm thiệp chữ B thì mình sẽ ghi là: bước qua tuổi mới. Đây là những thang này, bạn ấy sẽ càng ngày càng đi lên, càng ngày càng tiến bộ. Sau đó đến chữ Y, in my eyes, you are hero. Điều này muốn nhắc với bạn ấy là bạn ấy rất là tự ti về bản thân bạn ấy, nhưng mà đối với mình thì bạn ấy luôn luôn gần như hoàn hảo, cho nên bạn ấy không có cần phải lo lắng những điều đó. Một cái con đường rất là đẹp, có hai hàng cây rất là đẹp, và mình chọn cái cây đẹp nhất. Và đúng, thật ra thì cây đẹp nhất đó là cái cây mà hai đứa mình đứng. Mình treo tất cả bong bóng ở phía trên, và mình thả những cái dây thòng thiệp ở phía xuống phía dưới. Xong rồi mình gọi điện cho bạn, mình hẹn bạn là anh đến cái chỗ mà tụi mình hay gặp. Thì là bạn ấy đoán đúng, là bạn ấy chạy ra. Thì mình đoán từ xa thôi, mình bịt mắt và dẫn bạn ấy vào. Thì bạn ấy đến, thì khi mà mở mắt ra thì rất là ngạc nhiên, và mình có cảm giác như là con trai khi mà họ xúc động quá và vui quá, họ nghẹn ngào, họ không nói được nữa.
thực tế cho thấy hầu hết mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ rất giàu tình cảm, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy bối rối khi muốn trao tình cảm hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Và ngày hôm nay chúng tôi đã gửi tới quý vị một gợi ý để làm sao chúng ta có thêm ý tưởng giúp việc gửi gắm tình cảm trở nên dễ dàng hơn. Và nếu quý vị áp dụng thành công, đừng ngần ngại gửi thư về chia sẻ với chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào!